Anh để xe đây, anh vào xem hồ có ai bơi thuyền với đồi không? Hả? Không, để đấy đi, để đây đi. Ôi nhà lễ lớn này mà mấy cái này bè này lại không sơn lại nhỉ? Sơn lại làm mới chứ. Ôi. Cái lát ạ. Còn cây ở phía dưới đó là cây phách ạ. Cây gì? Cây phách. Mai kêu dùng phách đổ vàng ạ. Cây mình đi mình dùng những kia mình cứ đánh hỏi. Anh hỏi đi, bưng lên là cái lát bảo thì cháu bẹ đây, cháu bẹ đây là cháu gì? Anh ăn cháu tim, cháu gà gì là. Cháu bẹ là cháu ngô. Ngô à? Ngày mai chắc là thua thuyền ở đây. Đây, khu vực này đây. Ngày mai là đua thuyền. Ở đây. Mấy cái này mình tưởng cái gì, mấy cái này là mấy cái loa. Cái loa đây. Loa nằm ở, im ở, chìm ở đây đây. Bên kia có một cái, khá nhiều, chỗ nào cũng có một cái. Loa cái này hay đấy. Không sợ mưa nữa. Có chụp kín hết rồi. Bè mạng, có ghế ngồi, có tay bám. Không tự ý lên mạng. Không cho lên mà cho dấm lên được không bác? À bác là trực ở đây hả? Sáng nay có ai nhu cầu hát then hát đồ đi qua đây không? Chưa có à? Đây là thuê mảng là bao nhiêu tiền á? Đi 50.000 một người, còn theo hát then là 70.000. Theo hát then 70.000 có quy định giờ giấc không? Không. Đi hết từ đây lên bên kia xuống khách tùy khách tiếng 2 tiếng. À đây vòng vèo cũng được phải không? Đã. Từ đây ra tức là mình là cũng người bơi nữa chứ. Đã, mình là người bơi. Có là như bác là người bơi phải không? Thế thường thường người ta ở đây người ta thuê coi là người đi hát then cùng là bao nhiêu tiền một người á? 70.000. Ý là thuê mảng khác rồi nhưng mà còn người ấy? Người là người ừ. Ý khác là nếu mà thuê mảng thì không có, chỉ có người bơi đi cùng thôi. Mỗi người là 50.000 là không có hát then. Còn 70.000 thì có hát then mỗi người 70.000. Mỗi người 70.000. Là mỗi người là mình như khách đi ấy. Còn như anh bơi, còn có theo một người hát then nữa. Ví dụ như anh đi theo quay nữa. Đấy. Là bao nhiêu? Một người hát bơi với một người đi quay á? À ừ. Không có ảnh hưởng gì đâu, nó cũng theo mảng thôi mà, theo ghế ngồi mà. Ừ, theo ghế ngồi, ý là như anh bây giờ thí dụ như cho Hiền lên hát chẳng hạn. Đấy. Đúng không? Đấy. Thì là anh bơi. Đấy. Thế là như anh cũng lên cùng đi quay nữa. Đấy. Thì vẫn như thế phải không? Đấy, đấy là việc của nhân viên anh thu tiền thì nói chuyện sau. Ủa? À thế là có khác có vé bán riêng của nhân viên chứ không phải anh ấy mảng đây luôn à? Có ấy mình có phải mảng riêng đâu, cái này của ban du lịch mà. Không phải mình chỉ bán hàng thôi, thì về đây bơi hộ hỗ trợ. À bán hàng bơi hỗ trợ thôi. Mấy người à? Phú? Dạ. Mấy người? Hai mảng. Cái một mảng này. Bên kia là có gì anh Tuấn? À, bên kia là có ấy, anh em nó làm cái đảo ở bên đấy, đảo Cộng Hoa mấy đường cái đường cầu
cầu gì đấy, cầu cầu gỗ, nó có cầu từ bên này sang đảo. Cầu gỗ, cầu hoa. Ừ. Thế hòa điện lên chưa? Điện rồi. Ừ. Thế thì cho lên luôn đi. Đi. Ừ. Cần cần ô mũ rồi có mũ. Có đấy. Lấy lên mũ đi, không tin lắm. Cái này đi trên mảng này có phải mặc áo bảo hiểm không? Có chứ. Có mặc vào. Áo khâu. Ừ. Nóng đấy nhỉ? Ấm rồi. Hả? Chị đi lên chụp ảnh cho. Ừ. Ừ. Ấm ấm tí. Áo kia anh nào chọn. Ồ thế là mấy bác đi, mấy chú đi không 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 kêu người đi hát hù à? Hát nó có cái hiền nó chạy đâu à? Bọn em tự hát được mà. Tự hát hả? Lâu quá bọn em tự hát cho nhau nghe được mà. À được. Hiền nó chứ là. Thế bây giờ để ví dụ như đi ba mảng cũng có ba người cùng một bơi luôn à? Ừ. 10 mảng còn có 10 người mà. 10 người tội gì đâu. Cả làng mà. Nhưng mà phải có trong can chắc... can hết này, chung hết, đem hết những thứ dựa trong làng không bao giờ hết. Chắc là phải chờ đấy nhỉ? Không chờ phải chờ đâu. Ở đây đi đi. Không phải chờ đâu. Tính em tí. Mặc áo đây cơ. Ờ. Mặc áo mà cho nó an toàn. Ok nhé. Alo. Em đây là Tân Chào. Vâng. Ok, cứ bảo Vinh đi, cứ bảo Vinh đi, bảo em đồng ý không? Anh hát cho nghe nổi tiếng. Tuấn ấy còn hay nhiều. Đây hát cho mà nghe. Hát bài chết nhà dễ chết không? Ồ, anh ạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Xuống đây cho em mặc. Hả? Này, em chơi nhỉ? Xuống đây em mặc một cái đằng sau này rồi, anh cài cho. Xuống đây em mặc đằng sau này, anh cài cho. Cài cho một cái ở đằng sau, giống thế. Bài ấy bắt xưa rồi. Bài xưa rồi. Giờ đến đây dễ vớt rồi mà. Bơi tốt. Rồi, ba đi ba thôi nhẹ. Còn hai anh. Không. Không anh ở đây thì không ấy đâu. Không. Đợi Hiền không? Đợi Hiền, nếu mà Hiền nó đến đây thì phải đi tiếp. Cứ đi trước đi. Hiền đi sau thì hỏa tốc hơn. Toàn là thất minh viên đẹp gái xinh gái không ơi. Hồ này được gọi là hồ Nà Lương. Ờ tới rồi.
à, chị phỏng vấn xong rồi. Trời ơi xinh quá. Xinh gái quá. Đẹp nhờ, nắng đẹp. Chị Hằng hôm nay là có bộ màu xanh, xong là nền cái áo phao màu vàng, xong cái khăn nó lại là xanh viền vàng, quá nổi bật luôn ạ. Đây, cô hướng vận dẫn viên xinh đẹp. Thank you.